Kính thưa quý vị thân mến, đất nước Việt Nam của chúng ta với 54 dân tộc anh em có rất nhiều chất liệu văn hóa truyền thống quý báu tạo nên một bức tranh Việt Nam giàu màu sắc, đa dạng và phong phú. Kết hợp với những nét đẹp ấy, cùng với hơi thở hiện đại đang là xu hướng yêu thích của các bạn trẻ hiện nay. Và tiếp theo đây sẽ là một bài hát đã gây được tiếng vang lớn trong thời gian vừa qua, ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Kính thưa quý vị, với những giai điệu của ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa của thí sinh mang số báo danh 055 Nguyễn Tường San. Cho mà nghe tâm hồn này chẳng để lặng lẽ, thương cho xót mẹ thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Để mị nói cho mà nghe tết năm nay mị vẫn còn trẻ, xuân đang tới rồi nên mị cũng muốn đi chơi. Này là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi mời, nơi vòng tay ấm em chẳng rời. Chẳng nỡ đây con bạn nọ, ương sắp còn chưa phai. Đời mình đâu có vậy thôi, cớ sao lại buồn? Biết ngày mai chẳng đến đây trọn buông. Em không bắt qua bao giờ rồi, tiếng không một cái than khói. Định mị cho mà nghe, chẳng nỡ để
người con bạn nọ hương sắc còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui cớ sao ngày buồn, biết ngày mai chẳng đến nay trọn buông. Em không bắt qua bao giờ rồi, tiếc không một cái than côi. Vâng ạ, thưa quý vị, đó là tiết mục múa Để Mị Nói Cho Mà Nghe của thí sinh Nguyễn Tường San.